chịu trách nhiệm quản lý hơn 200 nhà phân phối, 2.000 nhân viên bán hàng và 20.000 cửa hàng bán lẻ. Ông luôn trăn trở với những câu hỏi làm thế nào để quản lý đội ngũ bán hàng, làm thế nào để quản lý các chương trình khuyến mãi có thực hiện đúng và hiệu quả hay không. Nhận thức được nhu cầu và những khó khăn mà các nhà quản lý gặp phải, chúng tôi đã không ngừng sáng tạo và phát triển hệ thống quản lý phân phối hiện đại, giải quyết bài toán của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối. Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến DMS One, ứng dụng thông minh với những tính năng nổi bật, giúp doanh nghiệp quản lý đồng bộ và trực tuyến từ trụ sở công ty đến hệ thống nhà phân phối, các giám sát bán hàng, nhân viên bán hàng tại thị trường. Các chuyên viên quản lý bán hàng có thể nhanh chóng kiểm tra vị trí của nhân viên bán hàng đang làm việc ngoài thị trường ở bất kỳ nơi đâu với vài thao tác đơn giản trên máy tính bảng hoặc smartphone. Các nhân viên bán hàng có thể dễ dàng nắm được lịch trình và mục tiêu bán hàng trên máy tính bảng, đồng thời có thể xác định được những công việc cần thực hiện tại điểm bán theo đúng tiêu chuẩn, quy trình bán hàng của công ty. Giờ đây, mỗi nhân viên bán hàng có thể sử dụng máy tính bảng để cập nhật những thông tin về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, hình ảnh trưng bày thay cho hình thức nhập thủ công trên giấy không chuyên nghiệp. Thông qua mạng 3G, toàn bộ thông tin và hình ảnh sẽ được gửi về trung tâm một cách online. Ngay lập tức, giám sát bán hàng có thể phản hồi lại những vấn đề cần điều chỉnh hoặc chỉ đạo nhân viên thực hiện nhằm cải thiện công tác bán hàng. Quản lý tồn kho chính xác tại từng điểm bán và tự động đưa ra hệ thống báo cáo giúp cho doanh nghiệp xác định được lượng hàng tồn, tốc độ tiêu thụ hàng hóa của mình trên thị trường, từ đó giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xác định được kế hoạch sản xuất kinh doanh tiếp theo. Đặc biệt hơn, thông qua DMS One, nhân viên bán hàng có thể dễ dàng ghi nhận đơn hàng và phản hồi từ khách hàng. Tất cả thao tác đều được thực hiện online. Các số liệu tổng hợp một cách tự động, đa dạng, trực quan giúp cho các nhà quản lý có thể đưa ra được những quyết định kịp thời. Nhờ những tính năng ưu việt, DMS One đã được nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tin tưởng đưa vào ứng dụng như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty Thực phẩm Á Châu AFC. Sau khi triển khai tại Vinamilk chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, DMS One đã mang đến nhiều kết quả đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành vượt kế hoạch khi chưa hết 2 tháng triển khai DMS One. Doanh thu toàn chi nhánh tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. DMS One, phương thức quản lý hệ thống bán hàng trực tuyến thông minh và đồng bộ, chắc chắn sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh hơn trong tương lai.